một đất nước Việt Nam hào hùng, ngàn năm văn hiến. Một dân tộc Việt Nam kiêu hãnh, ý chí quật cường, khiến cả thế giới phải cúi đầu. Nhiệm vụ của những người con Việt là đưa đất nước Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu. Là một phần trong sứ mệnh cao cả này, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Điện Lạnh Việt Nhật với thương hiệu Sanaki đã ra đời. Khởi nguồn kinh doanh từ năm 1995 tại 487 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, cửa hàng mang tên Việt Hà đã ra đời. Năm 1996, trăn trở trước hiện trạng trống vắng thương hiệu Việt trên sân nhà, bằng trái tim Việt luôn sôi sục, dòng máu Việt luôn chảy mãnh liệt của mình, ông Đặng Quốc Việt đã khai sinh ra Sanaki, đứa con tinh thần của mình. Trên con đường dài đầy chông gai khúc khuỷu ấy, một bài toán được đặt ra: làm sao để chủ động sản xuất, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm giá thành. Để giải quyết cho bài toán trên, năm 2004, Sanaki tập trung nguồn lực xây dựng nhà máy đầu tiên tại thị xã Bến Cát, Bình Dương với quy mô hơn 80.000 m². Cùng với đội ngũ kỹ sư trẻ và năng động, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản chuyên sâu, Sanaki đã mạnh dạn đầu tư máy móc công nghệ, dây chuyền sản xuất tự động hóa, tập trung vào hai mặt hàng chủ lực, tủ đông và tủ mát. Với phương châm chất lượng khẳng định thương hiệu, Sanaki đã tạo được niềm tin yêu từ phía khách hàng, tự hào là lá cờ đầu về ngành điện lạnh mang thương hiệu Việt. Nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, năm 2017, Sanaki tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy thứ hai đạt chuẩn quốc tế tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 với diện tích hơn 150.000 m². Ngoài các mặt hàng đã có, Sanaki phát triển thêm dòng sản phẩm tủ lạnh và máy biến áp. Đây là bằng chứng hùng hồn nhất khẳng định sự thành công vững chắc của Sanaki trong định hướng mở rộng nguồn hàng phục vụ người Việt và vươn xa trở thành một thương hiệu mang tầm quốc tế. Với việc đầu tư hệ thống máy ép nhựa công suất từ 50 đến 1.600 tấn, khuôn mẫu tiên tiến hiện đại, cùng với nguyên liệu đầu vào từ hạt nhựa ABS, PS 100% nguyên chất có tính năng chống tia UV, Sanaki hoàn toàn chủ động trong việc sản xuất những linh kiện nhựa từ nhỏ nhất đến những linh kiện lớn, phức tạp, đạt đến độ thẩm mỹ, chính xác cao, bền màu với thời gian. Ngoài ra, Sanaki không ngừng đầu tư hệ thống máy móc cơ khí với những dây chuyền cắt, dập, uốn, tự động hoàn toàn được lập trình bằng PLC. Từ nguyên liệu ban đầu là tôn cuộn đã tạo ra những sản phẩm có độ chính xác, đồng đều cao và linh hoạt trong việc thay đổi mẫu mã cũng như nâng cao năng suất, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Hệ thống sơn tĩnh điện sử dụng công nghệ nano hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường. Với 24 robot phun sơn tự động được bố trí 2 tầng đối xứng, đảm bảo sơn được phủ đều toàn bộ bề mặt sản phẩm, độ bóng trên 95%, phù hợp với mọi điều kiện môi trường. Chính sự chủ động hoàn toàn trong các khâu sản xuất, Sanaki luôn đáp ứng được các yêu cầu riêng biệt của toàn bộ khách hàng, kể cả màu sắc như màu xanh của Vinamilk, màu xanh của Nutri Food, màu đỏ của Nestle, màu vàng của Bách Hóa Xanh và hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng khác. Dàn lạnh được quấn bằng máy luôn đảm bảo độ đồng đều, ôn sát vào lòng tủ. Đó là lý do làm cho các sản phẩm của Sanaki luôn có độ lạnh nhanh và sâu, tiết kiệm điện. Chuyền bơm khoan được đầu tư về công nghệ tiên tiến. Robot đầu bơm được lập trình có khả năng nhận biết từng model, định lượng và bơm khoan hoàn toàn tự động. Toàn bộ dữ liệu được lưu giữ trên hệ thống máy chủ. Quy trình sản xuất khép kín được kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn. Trước khi hoàn thiện, 100% sản phẩm được test kỹ thuật, toàn bộ dữ liệu test và biểu đồ nhiệt độ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ trong thời gian 5 năm. Sanaki không ngừng nỗ lực mang đến sự hài lòng của khách hàng, một môi trường lý tưởng cho những kỹ sư trẻ vươn tầm quốc tế. Các sản phẩm Sanaki đã chiếm hơn 70% thị phần trong cả nước, có mặt tại 2.000 điểm bán lẻ phủ rộng khắp 64 tỉnh thành, là các cửa hàng, siêu thị điện máy, trung tâm mua sắm trên toàn quốc. Đây như một lời khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường, có mặt ở hầu hết các ngóc ngách, vùng miền trên đất nước Việt Nam. Sanaki không chỉ chú trọng đầu tư trong quá trình sản xuất, mà còn đặc biệt quan tâm đến chế độ chăm sóc và hậu mãi sau bán hàng. Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật cho trên 100 trạm bảo hành uy tín trên toàn quốc.
Qua đó, các trạm bảo hành nắm bắt có kiến thức sâu hơn về các tính năng, kỹ thuật mới của sản phẩm. Với hơn 100 trung tâm bảo hành trải dài khắp 64 tỉnh thành, Sanaki luôn có mặt và đồng hành cùng quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, một cách linh hoạt và kịp thời nhất trong mọi thời điểm. Chăm sóc khách hàng bằng những hành động thiết thực và tạo mọi điều kiện để khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm chất lượng từ Sanaki. Sự vỡ òa của niềm vui, của thành quả cho sự cố gắng, những giọt mồ hôi và nước mắt, bước đi giờ đây đã đầy nội lực và tự tin. Bước tiến dài này một lần nữa đã cho thấy hướng đi đúng và quyết đoán của ban lãnh đạo công ty, cam kết cho ra đời các sản phẩm chất lượng, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng và đối tác, bằng chứng cho một thương hiệu tầm vóc. Sanaki, đẳng cấp Việt Nam, vươn tầm quốc tế. Khởi nguồn kinh doanh từ năm 1995-1996, xây dựng thương hiệu. Đến nay, Sanaki đã sở hữu nhà máy quy mô, xanh sạch đẹp, đạt chuẩn tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 với diện tích 15 hectare. Với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất tủ đông, tủ mát, máy biến áp và tủ lạnh dân dụng. Đánh dấu sự bứt phá trong sản xuất, nhà máy Sanaki tuân thủ quy trình sản xuất khép kín khoa học, đạt chuẩn quốc tế nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực mà vẫn đem đến kết quả tối ưu và chất lượng nhất. Hệ thống máy móc hoàn toàn tự động nhập khẩu 100% từ Đức, đầy đủ các dây chuyền từ các tuân thu để cho ra các chi tiết chính xác có tính thẩm mỹ cao, đến các hệ thống máy móc phức tạp đòi hỏi độ tỉ mỉ. Đặc biệt chú trọng đến độ bền màu và các yếu tố bảo vệ tủ, Sanaki ra sức đầu tư và nâng cấp các dây chuyền sơn tĩnh điện được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Đặc biệt là buồng phun sơn tĩnh điện tự động, độ bóng trên 95%, phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới. Hoàn hảo đến từng chi tiết, Sanaki luôn tâm niệm đem đến những sản phẩm đạt chất lượng, độ bền cao, phù hợp với túi tiền người sử dụng. Quy mô nhà máy Sanaki được chứng minh bằng những hệ thống máy móc khổng lồ được tự động hóa hoàn toàn, lập trình chính xác đến từng cm. Chọn giải pháp khép kín Sanaki với nội lực của mình, đầu tư hãng máy tạo phôi nhằm tăng và kiểm soát độ dày của cửa tủ, giúp cắt điện tốt và hạ giá thành. Với tâm huyết và bề dày kinh nghiệm, công ty tin rằng chỉ có tập trung đầu tư hoàn chỉnh tất cả các khâu sản xuất, công ty mới có thể đem đến những giá trị tuyệt vời cho người sử dụng, kiểm soát chặt chẽ từ vật tư thô đến thành phẩm. Để vận hành cỗ máy khổng lồ về quy mô và công nghệ inverter hiện đại, Sanaki đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho việc xây dựng cơ sở vật chất cùng các kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, luôn cập nhật các mô hình sản xuất hiện đại tại các nước có công nghệ điện lạnh tiên tiến trên thế giới. Không ngừng nghiên cứu và sáng tạo, các kỹ sư luôn đặt cho mình những thử thách và phương thức giải quyết. Đây được xem là nhân tố quan trọng cho sự phát triển công ty. Khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng được chú trọng và tuân thủ nghiêm ngặt. Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra tại môi trường khắc nghiệt nhất, có nhiệt độ lên tới 45 độ C, độ ẩm 95%, tốc độ gió cao. Nhà máy hoạt động theo tiêu chí xanh sạch đẹp, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, an toàn và hội nhập nền công nghiệp xanh của thế giới. Sinh ra để chinh phục, Sanaki liên tục đổi mới và mở rộng ngành hàng. Tủ lạnh Sanaki ra đời là một minh chứng. Sự vỡ òa của niềm vui, của thành quả cho sự cố gắng, những giọt mồ hôi và nước mắt, bước đi giờ đây đã đầy nội lực và tự tin. Bước tiến này đã đánh dấu một sự phát triển không ngừng nghỉ của Sanaki, từ tủ đông, tủ mát, máy biến áp cho đến tủ lạnh dân dụng, tạo nên một sự bứt phá trong chiến lược kinh doanh. Bước tiến dài này một lần nữa đã cho thấy hướng đi đúng và quyết đoán của ban lãnh đạo công ty, giúp mở rộng dây chuyền sản xuất và bảo chứng cho một thương hiệu tầm vóc.
Nhà máy có diện tích lớn, phân khu sản xuất rất khoa học, từ khu vực chuyên về tủ đông, tủ mát, tủ lạnh. Sanaki còn có hẳn phân khu sản xuất máy biến áp bề thế với các hệ thống máy móc hiện đại, liên tục cập nhật theo chuẩn quốc tế. Sản phẩm máy biến áp luôn được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi ra thị trường tiêu thụ. Có được thành quả này, phần lớn là do sự đóng góp của những cán bộ công nhân viên đầy nhiệt huyết. Các chuyên viên được nâng cao trình độ chuyên môn, sự đoàn kết cùng nhau phát triển, thể hiện trong từng giờ và từng ngày, nhất quán, trở thành một thể thống nhất cùng nhau đi lên. Tủ đông, tủ mát, lò nướng, bếp hồng ngoại, tủ kem, tủ đá, máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, nồi cơm điện, bếp điện từ, lò nướng, v.v. đã chiếm hơn 70% thị phần trong cả nước. Có mặt tại 2.000 điểm bán lẻ phủ rộng khắp 64 tỉnh thành là các cửa hàng, siêu thị điện máy, trung tâm mua sắm trên toàn quốc. Đây như một lời khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường, có mặt ở hầu hết các ngóc ngách vùng miền trên đất nước Việt Nam. Không ngừng phát triển và nâng tầm thương hiệu, Sanaki không chỉ chú trọng đầu tư trong quá trình sản xuất mà còn đặc biệt quan tâm đến chế độ chăm sóc và hậu mãi sau bán hàng. Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật cho trên 100 trạm bảo hành trên toàn quốc. Chiến dịch này chính là lời cam kết dài lâu của Sanaki với các quý đối tác và khách hàng ở mọi miền đất nước đã quan tâm tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Sanaki. Với hơn 100 trung tâm bảo hành trải dài khắp 64 tỉnh thành, Sanaki luôn có mặt và đồng hành cùng quý khách hàng mọi lúc mọi nơi, một cách linh hoạt và kịp thời nhất trong mọi thời điểm. Chăm sóc khách hàng bằng những hành động thiết thực và tạo mọi điều kiện để khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm chất lượng từ Sanaki. Sự ra đời của tủ lạnh dân dụng Sanaki như là lời cam kết đồng hành cùng khách hàng, luôn lắng nghe và thấu hiểu, chia sẻ vất vả của cuộc sống. Một lần nữa, khẳng định vị thế hàng đầu trong việc sản xuất tủ đông tủ mát. Chúng tôi hiểu, có được thành công này, phần chính là nhờ vào sự tin yêu và tín nhiệm, ủng hộ của quý khách hàng, quý đại lý gần xa. Sanaki, chiến binh chinh phục công nghệ. Sanaki, công nghệ Việt-Nhật.